Thưa quý vị, di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tin vui này vừa được công bố vào hồi 16 giờ 12 phút ngày 29 tháng 11 năm 2022 giờ địa phương, tức 22 giờ 12 phút theo giờ Việt Nam, tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO diễn ra tại Rabat, thủ đô Vương quốc Maroc. Đây là một trong 56 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này. Theo Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, thì hồ sơ đề cử nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã đáp ứng những tiêu chí quan trọng như di sản này gắn liền với nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm ở Đông Nam Á. Ngoài ra, hiện nay số lượng nghệ nhân, người thực hành và người học nghề tại các làng gốm còn ít. Đặc biệt, hồ sơ đã trình bày chi tiết kế hoạch bảo vệ di sản sẽ được thực hiện trong 4 năm tới, từ năm 2023 đến năm 2026, với các mục tiêu hoạt động cụ thể rõ ràng. Việc UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp một lần nữa khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa của người dân Ninh Thuận, Bình Thuận nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được UNESCO ghi danh và cũng là một đóng góp nữa của Việt Nam cho mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà UNESCO đang thúc đẩy, nhất là trên cương vị thành viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 giai đoạn 2022-2026.